fluid makeup. Cái màu duy nhất mà tôi chọn đưa về Việt Nam nó là màu peach light, có nghĩa là màu trắng nhưng mà trắng hồng. Nhưng mà có nhiều người hỏi tôi là thế thì cái màu này á, da đậm màu hơn có xài được không, hoặc là da trắng hơn nữa có xài được không? Rất khó để trả lời câu hỏi này vì nó không hề giống như những loại makeup khác trên thị trường. Tất cả các loại makeup khác trên thị trường á, người ta bỏ cái chất hóa học tạo màu, cho nên một khi bỏ nó vô cái tông màu nào thì nó sẽ fix ở cái tông màu đó. Nhưng cái makeup của Dr. Perlman với tiêu chuẩn Bionomi thì hoàn toàn không chứa bất kỳ một chất hóa học nào hết, mà trọn vẹn nó cũng có vitamin E tự nhiên nguyên chất nha, cũng có hyaluronic acid nha, cũng có glycerin nha, cũng có urea nha, và đặc biệt là nó chứa màu từ khoáng chất. Màu từ khoáng chất nó là cái màu thiên nhiên, cho nên là khi mà thoa lên da mình không cần biết cái da của mình nó đang ở cái tông màu nào, nó cũng sẽ tự nhiên mà nó hòa vào cái màu da và nó sẽ trở thành làn da thứ hai. Không phải thứ hai nữa mà nó trở thành da của mình luôn. Cho nên là thật ra rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái như mọi người cũng thấy nè, rất là dễ dàng, và chúng ta sẽ thực hiện điều đó. Mọi người có thể không nên dùng tay nha, vì cái này dùng tay nó không có đẹp đâu, nó không thể nào tán ra hết nổi, do là thành phần nó rất là đậm đặc, rất là cô đặc. Cho nên tôi tin rằng khi mà mọi người mua cái fluid makeup á, mình nhớ đòi, vì hãng có cung cấp cho mình cái miếng sponge hình tam giác như thế này để mình có thể sử dụng. Và bí quyết sử dụng nó đó là chúng ta sẽ phải thấm ướt nó trước. Và làm ơn đừng có thấm ướt nó bằng nước nha cả nhà, vì nước đó không phải là nước tinh khiết. Nước không phải là tinh khiết thì nó sẽ làm hư đi cái chất lượng, cũng như là mình không có sử dụng qua được lần thứ hai, mà chúng ta sẽ dùng cái nước tonic. Sau đó thì mình sẽ lấy cái nền ra, lấy thẳng trực tiếp lên trên tay cũng được, lấy thẳng trực tiếp lên trên cái miếng sponge này cũng được. Và mọi người biết không, với gương mặt của cổ tôi nghĩ là như đây hơi bị nhiều luôn ạ. Thấy rõ không ta? Để tôi so sánh bằng cái móng tay thì coi cỡ nào. Nếu mà so sánh nha, đây là cây viết chì, tí nữa tôi sẽ dùng để tôi vẽ cho cổ, thì nó còn, nó cỡ cái đầu viết chì như thế này thôi cả nhà, nó nhỏ xíu luôn. Như đây là tôi nghĩ đã dư so với cổ rồi, chúng ta sẽ cùng xem. Và tất cả, nói chung là những cô trẻ trẻ, dễ thương, xinh xinh của Việt Nam mình thì tôi chắc chắn được rằng là ai cũng là makeup artist trơn á. Cho nên là chắc là không có lạ gì với cái việc makeup đúng không nào? Nhưng mà tôi tin chắc một điều luôn là các bạn hơi bị thô bạo với làn da. Và ngày hôm nay tôi cũng không mong đợi là nhiều người có thể cảm nhận được cái này, nhưng mà riêng với em, hôm nay cảm nhận rất khác đúng không? Mai mốt nhớ thương da mình vậy nha. Đừng bao giờ thô bạo cho nó, bởi vì da không có thay thế được. Nhưng mà lần này thì khi mà để cái tonic vô, nhắm mắt lại, khi mà để tonic vô thì mình thấy nó mướt hơn, nó êm hơn đúng không? Dạ đúng. Ok, rồi nhìn lên. Và nhớ là ở dưới phùng mắt dưới thì mình sẽ đi vào nha cả nhà, đừng kéo ra. Càng kéo ra dưới này thì bạn sẽ càng có một cái túi mắt rất là to. Nhẹ nhàng thôi. Hãy nhớ, đây không chỉ là makeup đâu, mà nó còn là một cái làn da thứ hai của mình. Nó là những cái thành phần mà rất là gọi là skin identical, hay nói chính xác hơn là thành phần giống y hệt như da. Vì vậy mình nhẹ nhàng thôi, vì nó sẽ hòa lẫn vào làn da mình một cách rất là tuyệt vời. Nhìn lên nha. Nếu như các bạn dùng cái miếng sponge này mà mình không có thấm nước tonic á, thì nó sẽ hơi bị khô, và lúc đó lớp nền của mình nó sẽ hỏng được đẹp. Còn nếu mình dùng với cái nước tonic thì mình sẽ thấy là nó mướt vô cùng. Mọi người chú ý như thế này, có rất nhiều người ở Việt Nam mình hiện tại, có rất nhiều người xài cái fluid makeup này, nhưng mà có nhiều người nói với tôi là nhẹ quá, vậy có che được không?
Vì thứ nhất là các bạn có thể nhìn thấy hơi che, hơi bị tốt luôn á, mà rất là êm. Nhưng điểm đặc trưng của nó hơn nữa, đó chính là các bạn có thể dậm lên tiếp lớp thứ hai nếu cần. Và tôi sẽ thêm một chút xíu nữa thôi, là bởi vì để cho những cái nụ hồng nho nhỏ trên làn da bạn ấy có cơ hội được ẩn ra phía sau. Đây là cái make up duy nhất mà các bạn được phép che trên làn da mụn. Tôi nói là duy nhất là bởi vì nó không hề chứa bất kỳ một cái thành phần nào gây hại, cũng như nó sẽ không có thể nào làm cho cái mụn của mình đó bị sưng, bị viêm, bị tấy như tất cả các loại khác, mà nó sẽ làm cái vết thương của mình mau lành hơn vì bên trong nó có vitamin E tự nhiên nguyên chất và những cái thành phần khác nữa. Mình lần thứ hai thì mình chỉ dậm thôi, mình không có thoa như lần đầu nữa. Mình sẽ dậm nhẹ nhàng trên những vùng mà mình nghĩ là cần thiết. Thì với tôi, cái quần mắt bạn ấy dễ thương quá cho nên tôi che bớt. Và tôi sẽ dậm rất là nhẹ trên cái những cái nụ hồng bé bé của bạn ấy. Rồi. Như vậy có thể gọi là ổn rồi đó. Nhưng mà thêm một chút xíu nữa đi, tại vì chắc chắn là tối nay thế nào mà mượt mà xong là cũng đi quẩy. Cho nên là mình sẽ thêm một tí 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 nữa, mình che cho những cái nụ hồng này ha. Có nhiều người hỏi tôi là chấm trực tiếp lên như vậy nó có bị nhiễm trùng không? Nó có bị sản phẩm này có nguy hiểm để mình dùng cho người khác không? Không biết có bao nhiêu người có cái suy nghĩ chung như vậy ha. Nhưng đó là điều mà chúng ta không cần thiết phải lo lắng. Vì sao ạ? Là bởi vì trong hệ thống thương hiệu Dr. Bowman hay toàn bộ hệ thống Skin Eden hay là Bellcare trực thuộc cái tiêu chuẩn Bionomy đã có cơ chế diệt khuẩn rất tự nhiên. Vì tất cả các thành phần bên trong thì với độ đậm đặc rất là cao, rất là chất lượng, cho nên vi khuẩn không có tấn công được. Đặc biệt là với make up của Dr. Bowman thì cái hạn sử dụng nó tới 30 tháng lần cả nhà. Mình sẽ không cần lo sợ về việc đó ha. Với những cái nốt mụn thì tôi sẽ để cái lớp nó hơi lộ rõ chút xíu. Tí nữa mình phủ cái phấn phủ lên cái nó vừa. Và cho dù là có dậm đi chăng nữa thì hãy nhớ giùm tôi một cái điểm duy nhất thôi, đó là luôn nhẹ nhàng với làn da của mình, tạo thành một cái thói quen. Vì không có gì đáng quý hơn làn da của mình đâu. Tôi vừa xong cái phần nền cho bạn ấy rồi. Thật ra đối với một cái làn da mà mụn, ví dụ như đây ít thôi và nó không có đến nỗi viêm, thành ra tôi không có cho sử dụng những cái kem để dành cho cái vấn đề da mụn. Nhưng nếu như các bạn nữ mà đang có cái da đơn rất là viêm, ví dụ như mủ mà cục, hoặc là tấy hoặc là đỏ, thì các bạn sẽ cần một cái loại kem cho vấn đề da đó, chính là Silver Cream. Như đã nói, đây là cái sản phẩm trong phòng trị liệu, nó là size chuyên nghiệp trong phòng trị liệu. Chúng ta khi mua thì mình chỉ được mua cái size bán lẻ thôi, thì nó sẽ là 30ml nhưng mà xài lâu lắm. Cái điểm đặc biệt của cái kem này nó là gì? Nếu các bạn mở ra các bạn sẽ thấy nó giống như màu xám, hay nói chính xác hơn nó là màu bạc, vì bên trong là nó có tinh thể bạc nano. Bạc thì làm gì ta? Có bao giờ bạn nghe nói tới bạc là có chức năng gì chưa nè? Chưa tìm hiểu. Bạc có chức năng là khử độc. Trong cái môi trường điều kiện rất là ô nhiễm, rất là nhiều vi khuẩn như ở Việt Nam mình, thì tại sao da người Việt Nam mình bị mụn có thể rất là trầm trọng? Là bởi vì không có đủ độ khử cái vi khuẩn đó. Thì Silver Cream sẽ làm rất là tuyệt vời cái vai trò đó, trong khi cái da mình vẫn rất là ẩm mượt. Sau khi mình đánh nền xong đó cả nhà, thì chắc chắn là không thể nào thiếu một tí phấn phủ. Mặc dù hiện giờ trên da bạn ấy là không thấy bóng, không có rít, tôi có thể chạm một cách thoải mái luôn, nhưng mà để cho cái làn da mình nó đẹp hơn, nó mượt hơn và mình có thể giữ được lâu, thì mình có thể sẽ phải dùng một tí phấn phủ để cho nó đẹp.